Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Nghị quyết Trung ương bỏ quên Trung Quốc, thăm dò tư chính, tập thời vui thêm. Vâng, hôm nay ở Hà Nội các bạn đã chứng kiến việc Hội nghị Trung ương 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc vào ngày 12 tháng 10 năm 2019. Và hình ảnh mà một số báo chí trong và ngoài nước bắt đầu đã đăng tải đó là việc ông bế mạc Hội nghị Trung ương 11. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 12 tháng 10, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra bế mạc và đề ra và bế mạc tại Hà Nội. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem. Và tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, tâm huyết vào các báo cáo và hoàn thành nhiều công việc quan trọng khác. Đây là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc hội nghị ngày hôm nay tại Hà Nội. Và đặc biệt, nội dung của nghị quyết này không hề nhắc đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền hoặc là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính hoặc vào trên Biển Đông. Và điều đó rất nghiêm trọng. Với nội dung này, các bạn có thể đọc được những thông tin như sau. Thông báo hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 12. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng hoàn toàn diện đã đạt được, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vùng vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn toàn hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Có vậy thôi. Và ông còn nói thêm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên quốc gia và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhưng điều này ông cũng không hề nói là đấu tranh với ai và ai là cái người mà hiện nay đang có những cái thái độ hung hăng và xâm chiếm chủ quyền Việt Nam là Trung Quốc, thì Trung ương 11 không hề chỉ ra. Và điều này rất là thiếu sót. Và mặc dù trước đó, ngay trong buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 11 hôm 7 tháng 10 năm 2019, chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có nói đến việc Trung ương cần thảo luận vấn đề chủ quyền trên biển của Việt Nam. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo trên một số trang truyền thông trong nước cũng đã đăng tải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương phân tích tình hình Biển Đông, phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và phân trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Và đây là đề nghị của ông, nhưng trong cái nghị quyết của Trung ương 11 lần này không hề nhắc tới Trung Quốc như là những cái yêu cầu và Trung ương cần phải thảo luận đã được đưa ra trước đó. Và chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối diện với những khó khăn và rất nhiều vấn đề đang gây tranh cãi tại Hội nghị Trung ương 11 này. Nhưng ông không nói cụ thể là tranh cãi về việc gì. Và đây là bài báo và những thông tin được tiết lộ trong nước nói rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Trung ương cơ bản tán thành nội dung được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình và đóng góp, gợi mở cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và có ý kiến khác nhau. Đây là Đảng Cộng sản đã công nhận. Trung ương cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội. Và đây là hình ảnh bế mạc của Hội nghị Trung ương 11 Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. Và điều đó cũng là một công nhận của Đảng Cộng sản trước những bất đồng ở trong Đảng khi có cuộc họp Trung ương 11 này tiến hành. Và trước đó, hôm 28 tháng 9 năm 2019, tại cuộc họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chính Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng tố cáo các bên liên quan xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, nhưng ông không dám chỉ rõ Trung Quốc. Và điều đó các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông quốc tế cũng đã đăng tải rất rõ ràng và phân tích là Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hợp Quốc, tránh nói tên Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 28 tháng 9 đã đưa vấn đề căng thẳng bãi Tư Chính giữa Trung Quốc và Việt Nam ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng tránh nói tên Trung Quốc. Trong bài phát biểu dài khoảng 15 phút trước Hội đồng Bảo an, trước Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS, tức là Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982. Các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương để có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS. Thế như vậy, ông Phạm Bình Minh cũng chỉ nói rằng là các nước liên quan mà thôi, nhưng mà không chỉ là nước nào. Và với những cái thông tin như vậy thì rất rõ ràng sẽ khó khăn
vì những tuyên bố của Việt Nam trước Liên Hợp Quốc và nghị quyết của Trung ương 11 đều né tránh chỉ ra nước nào đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Điều này đi ngược lại mong muốn của hàng triệu người dân là yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam phải nói rõ tên kẻ xâm lấn chủ quyền lãnh thổ. Và có như vậy thì quốc tế, các nước trên thế giới và 90 triệu người dân Việt Nam mới có thể đấu tranh hiệu quả với Trung Quốc trong thời gian tới. Còn khi mà Việt Nam chưa công bố điều đó thì chắc chắn sẽ có những bức xúc nhiều trong nước và có thể dẫn đến những cuộc biểu tình có thể diễn ra trong thời gian tới. Đó là đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trước đây. Vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, hàng ngàn người đã tập trung tại cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Từ 7 giờ 30 phút sáng đã có hàng ngàn người tụ tập trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Việt Nam đã gây ra phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế. Tại Việt Nam, phong trào phản đối Trung Quốc đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, mọi người dân Việt Nam từ già đến trẻ đều biểu thị lòng yêu nước, quyết tâm giữ từng tấc đất của cha ông để lại. Từng tấc đất trên lãnh thổ Việt Nam đều là mồ hôi, xương máu của ông cha để lại. Việt Nam sẽ dùng mọi khả năng và mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đây là nội dung đăng tải trên báo chí trong nước thời gian năm 2014. Nhưng nay khi tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc tiến sát hơn cả giàn khoan này vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và suốt 3 tháng qua thì vẫn không có những cuộc biểu tình đáng kể diễn ra và người dân Việt Nam dường như đã chán chường với cách điều hành của đất nước. Và bởi vì khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ không thể hiện rõ quan điểm của mình thì người dân cũng rất khó trong việc đấu tranh với Trung Quốc, và quốc tế qua việc đó cũng khó có thể bênh vực Việt Nam vì họ không biết đất nước nào đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam để họ có biện pháp phù hợp. Và điều mâu thuẫn trong phát ngôn không nhất quán của Việt Nam ở gần đây là trong suốt 3 tháng qua đã có tới 40 lần Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm hoặc là gặp gỡ phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Họ đều nói rất rõ là người đồng chí Trung Quốc đã vi phạm và cần phải rút đi. Nhưng chính bản thân những cái người như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoặc Thủ tướng hoặc là Chủ tịch Quốc hội đều không nói đến Trung Quốc, và điều đó chỉ làm cho Trung Quốc càng thêm lấn tới trong thời gian tới. Và Trung Quốc đã không thèm đếm xỉa gì đến những các công văn hoặc văn bản này của Việt Nam. Thậm chí họ còn thách thức trắng trợn hơn với lãnh đạo Việt Nam và người dân Việt Nam khi đưa tàu thăm dò và tàu hộ tống đi sát vào biển Việt Nam hơn nữa. Mà hình ảnh chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức. Đây là hình ảnh ngày hôm nay chia sẻ trên của nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam ngày 12 tháng 10 năm 2019. Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 10 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát số 11. Sau khi hoàn tất các đường khảo sát thứ 10, đến lúc 23 giờ 05 đêm hôm qua ngày 11 tháng 10 2019 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 đã bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 11 thuộc vùng đợt khảo sát thứ 4, tức là đây là lần thứ 4 Trung Quốc đi vào. Đường khảo sát 11 này nằm trong các vĩ độ N12 và N13.3. Các đường khảo sát 9, 10 nằm trong hai vĩ tuyến N11 30 và N12. Từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, 2019 đến 20 giờ 38 phút ngày 11 tháng 10, Hải Dương 8 thực hiện được 3 đường khảo sát, đường 8, 9, 10. Như vậy, tính trung bình cứ khoảng 2 ngày hoặc hơn một chút thì Hải Dương 8 thực hiện được 3 đường khảo sát. Đây là tốc độ khảo sát khá nhanh trong thời gian gần đây. Và nếu để sát lại thì các bạn sẽ thấy mỗi cái đường khảo sát này kéo dài hàng trăm cây số và rất sát bờ biển Việt Nam, chỉ cách bờ biển khoảng hơn 100 km mà thôi. Và điều đó rất nguy hiểm cho những tàu thuyền của Việt Nam đi qua lại ở đây hoặc là làm những khai thác thủy hải sản, vì ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì họ cũng sẽ bị tàu Trung Quốc đâm chìm nếu đi gần tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc. Và cái việc này diễn ra đã hơn 3 tháng nay rồi, nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp của Trung ương cũng không hề nhắc đến cụ thể là Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền Việt Nam, cũng như trong bản bế mạc của Trung ương 11 cũng không hề nói gì đến cái nghị quyết này, không hề nói gì đến Trung Quốc cả. Và thêm nữa, các bạn có thể thấy theo dõi thêm cái đường của trước đó một hôm. Đây là hình ảnh ngày hôm 11 tháng 10, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc chỉ còn cách bờ biển Việt Nam có 69,4 hải lý, tức là 124 km mà thôi. Tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho biết hôm 10 tháng 10 từ Hà Nội cho đến hôm nay, ở khu vực bãi Tư Chính vẫn có mấy sự kiện cụ thể. Thứ nhất, tàu Hải Dương 8 địa chất một thời gian mấy hôm nay chạy dọc Bắc Nam thì bây giờ bắt đầu chạy Đông Tây. Thế rồi tàu này đan lưới ở chỗ mà mấy hôm trước nó chạy Bắc Nam
việc gần nhất với Việt Nam. Như vậy chúng ta đã biết nó cự ly chỉ khoảng 100 đến 150 km mà thôi. Và các bạn thấy cái đường đi của chiếc tàu này rất sát và ngày càng sát bờ biển Việt Nam, và phía quân đội nhân dân Việt Nam cũng như các lực lượng chấp pháp của Việt Nam dường như không làm gì được trước cái sự xâm lấn của Trung Quốc. Và giờ đây với việc Trung ương 11 họp bế mạc ra nghị quyết mà không dám nhắc đến Trung Quốc thì Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hẳn sẽ rất hài lòng về thái độ dè dặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc. Và hình ảnh mà chúng ta có thể thấy gần đây nhất đó là việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Tập Cận Bình uống trà tại nhà sàn của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2017 khi ông Tập Cận Bình sang Việt Nam thăm. Và dường như ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cố gắng giữ lấy 4 tốt và 16 chữ vàng, đó là 4 tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. 16 chữ vàng thì gồm có là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, hữu nghị láng giềng, hợp tác toàn diện. Thì có lẽ những cái điều này đã hằn sâu trong cái suy nghĩ của ông Nguyễn Phú Trọng, một cái người mà chỉ được đào tạo tại Liên Xô từ những năm 80 với bằng cấp là phó tiến sĩ xây dựng đảng, và ông không biết gì khác ngoài việc xây dựng đảng cũng như chủ nghĩa cộng sản. Cho nên đánh giá của ông với tình hình thế giới và quốc tế sẽ rất khác với những người có hiểu biết trong nước và trên thế giới. Và đây cũng là cơ sở với việc Trung ương 11 không đưa Trung Quốc ra vào nghị quyết, và là cơ sở rất tốt cho Trung Quốc yên tâm tiến thêm một bước nữa sau khi khảo sát xong tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là sẽ kéo hạ giàn khoan, thăm dò và tiến tới khai thác theo hình thức hủy diệt nguồn tài nguyên của Việt Nam trong thời gian tới. Và hình ảnh cụ thể nhất mà báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải đó là việc Trung Quốc đưa giàn khoan Thạch Du 982 vào Biển Đông. Giàn khoan nước sâu Hải Dương 982 còn có tên là Hải Dương Thạch Du 982 của Trung Quốc đã được triển khai hoạt động ở Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000 mét từ hôm 21 tháng 9. Đây là theo tờ Zhuge China Morning Post loan tin vào ngày 25 tháng 9 vừa qua. Hình ảnh bài báo. Hải Dương Thạch Du 982 là giàn khoan dầu lớn nhất và tân tiến nhất của Trung Quốc, có thể khoan ở độ sâu đến 5.000 mét. Theo tờ báo China Morning Post dẫn lại thông tin từ tài khoản mạng xã hội của Trường An Kiếm của Ủy ban Chính pháp Trung Quốc cho biết như vừa nêu, nhưng vị trí của giàn khoan không được tiết lộ. Đấy, đây là điều rất đặc biệt. Và dự kiến hết nhiệm kỳ này thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu, nhưng những hậu quả mà ông và Đảng Cộng sản Việt Nam để lại cho người dân Việt Nam là vô cùng tai hại khi ông im lặng, không dám lên tiếng phản đối Trung Quốc để mất chủ quyền vào tay người đồng chí Bắc Kinh. Và có lẽ qua thái độ của người đứng đầu Đảng và nhà nước như vậy, hàng triệu người dân Việt Nam đã biết và thất vọng, không còn muốn theo ông tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Xuân Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết và phục vụ các bạn được trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất với những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Xuân Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.